Chào các bạn, hôm nay chúng ta học tiếp phần trombone. Trong trombone này hôm nay tôi dạy kỹ thuật cutter tool. Cutter tool là một công cụ giúp các bạn trong phim hoạt hình khi chúng ta che khuất đi những cái phần vật thể mà chúng ta không cần thiết. Đấy, cái kỹ thuật này giống như là chúng ta lấp nú sau một cái bảng, thò đầu ra vân vân. Thì trong ứng dụng này hôm nay ta vẽ con này với một cái miệng rộng. Đấy. Và cái cutter này của chúng ta là gì? Nó cũng sẽ đi theo nhóm vào trong cái miệng. Đấy. Thế thì bây giờ để làm được điều đó thì chúng ta sẽ vẽ con này với bộ răng. Đấy. Bộ răng. Và chúng ta sẽ dùng một là răng trên, hai là răng dưới. Bộ răng trên hay răng dưới. Đấy, và mở ra thì chúng ta sẽ ở đây thì tôi sẽ vẽ cái họng của nó. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ phần họng của con trăn. Ta vẽ phần họng. Phần này đi. Ta sẽ vẽ phần họng của con trăn. Đấy. Rồi. Để vẽ phần họng thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái lớp để chúng cùng di chuyển với đầu. Các bạn chú ý nha. Ta chọn Insert. Ở đây chúng ta chọn Insert Longwing. Chúng ta ghi là họng và lưỡi. Họng. Chân. Hậu chân. Rồi, Shorts cũng họng của chân. Và chúng ta ấn Ctrl Os A R đấy. Ba phím của chúng ta là chúng ta sẽ chọn là để thêm. Các bạn chú ý cho tôi là chúng ta chọn Insert One Frame. Để chúng ta bằng ở đây là các bạn sẽ dùng Ctrl là 1 cộng với R. Đấy, Insert One Frame. Thì khi mà chúng ta chọn như thế thì các bạn sẽ thêm được một chút như vậy. One Frame, các bạn chú ý này nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái cuống họng. Chúng ta bật cho tôi cái phần lưỡi của nó. Chúng ta có thể dựa trên một cái khác. Chúng ta dựa trên đây chúng ta làm cho nó một cái bộ cuống họng và lưỡi. Mình cho màu tím. Này nhé. Một tí nữa chúng ta sẽ bịt nó đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ từ đầu này. Rồi, lên đây. Cuống họng của nó khi nó há to ra thì chúng ta sẽ vẽ lại. Thậm chí chúng ta có thể vẽ to lên một chút nữa nhé. Vẽ to lên một phần này. Các bạn trong cái phần thanh công cụ tool thì chúng ta bật nó lên. Bật lên thì chúng ta sẽ chọn cho tôi cái phần Snap to Contour. Đấy.
chúng ta chọn như thế và chúng ta vẽ lại như này thì nó sẽ dính với nhau, nếu không thì nó sẽ tạo thành rời rời ra. Đó. Chúng ta chọn này, dưới này thì chúng ta ở đây là phần họng. Trong phần họng này thì các bạn tôi cho tôi cái phần đây là mồm của con trăn. Thế các bạn lúc đó chúng ta sẽ sử dụng để xóa đi đường viền chấp. Đấy, xóa đi đường viền chấp nữa, xóa đi. Thì đây là cái phần họng bên trong. Họng bên trong này thì chúng ta sẽ đưa nó xuống một cái lớp dưới. Chúng ta chọn vào đây và chọn cho tôi XZ. Đấy. Chọn cái trục XZ, chọn Z thì chúng ta sẽ chọn là 0.004 0.3. Chúng ta chọn như thế. Thế thì khi mà sang camera nó sẽ nằm bên trong, nó sẽ nằm bên trong cho chúng ta. Chúng ta nhìn thấy nhé, nằm bên trong cái họng kia với mồm dưới. Thế bây giờ ta sẽ sử dụng là xuống thêm một lớp nữa, 0.01 rồi 0.3 đi, 0.3 nhé, xin lỗi, 0.003 rồi. Đến lượt cái thứ hai là cái hàm dưới của nó. Đấy, thì chúng ta sẽ ra xuống cái hàm dưới. Hàm dưới thì chúng ta sẽ cho nó là hàm dưới 0.03. Chúng ta cho hàm trên nhé, snake là cái hàm trên. Hàm trên là 0.6 này, hàm dưới là Z 0.03. Ta đặt thứ tự lại. Đây là cái họng để bên trong. Đó, còn cái này ta cho nó cao lên. 0.006. Đó. 0.006. Đó. Thì chúng ta thấy là lúc này cái miệng của con rắn nó chui vào trong. Cái miệng con rắn nó chui vào trong. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái lưỡi. Cái lưỡi của nó. Đó, chúng ta vẽ cái lưỡi để nó có thể thò ra thuộc vào và há ra nó ra sao. Thế thì lưỡi rắn thì thường là há dưới thì nó lè ra. Đấy, há dưới nó lè ra và chúng ta sẽ sử dụng là cái thứ nhất là tôi muốn vẽ một cái bộ gọi là răng nanh. Răng nanh thì bây giờ ta sẽ bật cái họng ra, nó ở bên trong nhá, ta coi như nó là hàm. Đấy, chúng ta ấn cho tôi F5 lên đây rồi để cho cái chúng ta mở rộng khung hình. Rồi bây giờ đến được bên trong này thì chúng ta sẽ sử dụng là vẽ cái răng. Chúng ta sẽ vẽ răng. Cho cái này nét ở đây nhỏ thêm một tí nữa. À, chúng ta sẽ cho cái stone này, cho nét là small. À, và cho nhỏ đây.
Đây, chúng ta vẽ trong một. Rồi chúng ta bôi vào nước ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ lại thể được. Rồi các bạn có thể sử dụng một cái màu nữa. Ta sẽ vẽ lên. Cái răng của nó. Chúng ta bôi. Cái này các bạn sử dụng cutter, các bạn cắt cái mảnh này. Ta bôi cái này lên xong cutter. Tô lại. Chúng ta được cái bộ răng nanh. Đấy, răng nanh. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm sao mà há ra thu vào để cho cái kia nó lòi lên. Bây giờ tôi sẽ sử dụng là như sau. Tăng kem lên. Đấy. Thì chúng ta thấy nanh con rắn vào đây. Nanh con rắn vào đây. Nhưng hai cái phần răng của nó là chúng ta thấy là không được nhô ra ngoài, đúng không? Và nhìn thấy là nanh con rắn không được nhô ra ngoài ở cái phần đưa lên trên. Vậy thì ở đây nhé, tôi sẽ dùng phép là che đi khi nó há ra động vào, che đi cái phần mồm con rắn. Đó. Thế thì ta sẽ làm cái như sau. Bục lên bục xuống, che đi cái phần bên trong. Xin lỗi các bạn, thì tôi bỏ đi cái phần phần răng ấy tí nhá. Chúng ta bỏ đi cái phần răng. Đấy, để ta vẽ răng ngoài. Rồi, bây giờ tôi sẽ thêm một cái lớp. Đấy. Insert tôi gọi là lớp răng. Răng. Rồi. Trong phần răng thì chúng ta ấn mở rộng Ctrl R cho lên đây. Đấy, R. Đấy. Cho lên đây là F5. Rồi bây giờ trong phần răng ta vẽ hai cái răng. Răng ta vẽ như này. Răng vẽ riêng nhá. Răng lanh thì nó thường nó đều nhau. Khi chuyển động nó cùng chuyển động. Cùng chuyển động.
Thế thì lúc này tôi sử dụng là tô màu xong. Màu xong nhá. Thế thì bây giờ cái hàm dưới nó nhấc cao lên thì nó che đi, đã che đi hàm dưới nhấc cao lên ra. Thế bây giờ ta phải sử dụng một cái mặt nạ dính kèm với mặt dưới. Rồi rồi ta sang camera. Đấy. Chúng ta nhìn răng răng của chúng ta là nổi lên, cho nó lên là 0.006. Đó. Rồi. Thế bây giờ chúng ta đã định hình ra là cái răng. Các bạn có thể nhóm cả răng cả ấy nhé. Ơi. Đấy, răng là ta bỏ đi cái chấp này. Bỏ sự chấp này. Nha, bỏ này đi. Để bên trong thôi. Rồi ta để này. Thì bây giờ ta sẽ phải làm cái một cái mặt nạ để nó bịt đi cái kia. Đấy, bây giờ các bạn nhìn nhá. Bây giờ cái hàm dưới, bây giờ tôi sẽ chúng ta điều chỉnh cái này. À, bây giờ các bạn sẽ bật cho tôi cái nốt view. Nốt view. Ông to nốt view này đây. Nốt view này đây. Thì chúng ta thấy là đây là con người mắt của rắn rồi. À, đây là cái đầu rắn. Còn đây là hàm dưới. Hàm dưới. Còn đây là tít. Đó, tít. Tít thì nó đi cùng với ta cứ cho nó đi cùng với thằng họng đấy, tít gắn cùng với họng. À, bây giờ tôi xem là họng ở chỗ nào. Gắn nha. Yeah. Các bạn nhớ là tít là con của họng. Rồi là của cái họng của nó. Và tít là con của nó. Vậy thì cái họng này các bạn cho tôi thêm một cái test. Các bạn ấn Ctrl T. Cần chuông T nhá. Đấy. Xong các bạn mối thằng này ra. Đấy. Rồi. Đó, ra. Đấy. Bây giờ cái hàm dưới này tôi copy ra một hàm dưới nữa, gọi là một hàm thứ hai để làm cái mặt nạ. Hàm dưới tôi nhân đôi là duplicate. Đấy, ta lợi dụng và ta vẽ được nó rồi. Rồi hàm dưới 1 tôi đặt tên là cái mặt nạ hàm. Đó. Rồi bây giờ các bạn nhìn cái nốt view. Nốt view không đấy đâu. Nốt view các bạn chọn nốt view ra. Đấy. Thì bây giờ chúng ta thấy là ở trong này chúng ta thêm một cái mask ở đây nữa. Đó. Rồi bây giờ mask này sẽ che đi cái mặt nạ nhé. Che đi cái tip. À, che đi cái tít. Rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng như này. Tôi sẽ sử dụng thằng này nhé. Thằng mask này các bạn nhấc cho tôi cái chân của nó lên. Đó, nhấc cái chân này lên vào thằng tít. Đó. Tôi để trên đấy. Bây giờ các bạn bây giờ các bạn sẽ làm cho tôi một cái nốt view, ta thu nhỏ nốt view lại và các bạn chọn cho tôi một cái nốt library, nốt library ở chúng ta thư viện nốt, các bạn vào chọn cho tôi là cutter, đây cutter đây nhá. Rồi để tôi thu này lại để chúng ta cho hai thằng kia ra. Rồi nốt view, nốt view. Rồi cutter. Cutter sang đây. Ta kéo cái cutter lên đây. À, các bạn nhìn thấy là lúc này
cutter của chúng ta là vào trong đây. Ở cutter lúc này chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta ấn giữ an nhé, phím an ta đưa vào đây cutter đó rồi nhá. Cutter của chúng ta là đây. Tip của chúng ta là xuống dưới này ra. Cái này chúng ta cho vào đây. Cho vào đây. This next. Đây là mặt đá. Ok. Đó. Rồi. Các bạn nào thế tâm ra là bây giờ chúng ta sẽ cho thằng mát này ta nối vào họng của rắn đó. Mát nối vào họng của rắn này chưa, mát này nối vào họng của rắn à, mát này nối vào thằng cutter, thằng họng của rắn nối vào đây. Ta mới vào composite tiếp vào đây, tiếp vào đây mấy bao vinh đây là con tít này à, đâu bây giờ cái tít này tôi nhầm, tít này tít của con nét à, của con đấy à, thằng nào mình cứ bị sai rồi. Bây giờ mình sẽ lấy tít của con rắn đặt vào cutter. Ồ, ok nhé. Rồi bây giờ này, ông này mình nối vào đây đó, ông này nối vào đây, nối vào đây đó. Bây giờ chúng ta thu cái này lại. Đấy. Các bạn nhìn thấy là cutter đã cắt. Đó. Đấy, cutter của chúng ta là đã cắt ở bên trong này. Đấy là kỹ thuật. Đó. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ rigging ở cái mồm của nó để cho nó há lên thụt xuống nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cho con rắn này. Chúng ta chọn cho tôi vào công cụ Rigging Tool. Đấy, Rigging Tool. Ok chưa? Rồi chúng ta chọn Tools Property. Đấy, Rigging Tool này. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái rig này là một cái này đi. Đấy. Để tôi sẽ chọn là học nha. Họng nó mặt nạ xong rồi đấy, đó cho nó chọn họng rồi đấy. Chọn họng ra nó bị
cho một cái hộp rắn, cả mặt nạ nữa. Một chúng ta sử dụng cái này là cái nói về phần area, tức là phần diện tích là chúng ta chọn như thế nha. Rồi bây giờ ở đây tôi quay về về à đây là họng rắn, tôi nhầm hàm dưới đã. Xin lỗi các bạn, là chúng ta cho hàm dưới nó che cái phần kia đi. Bây giờ tôi sẽ dùng hàm dưới làm cái con mà hàm dưới. Vậy thì tôi phải nhóm hàm dưới và con tít snack ơi. Cơm xong là con rồi à, cái hàm dưới nhá các bạn, nhìn vào đây à, chúng ta bạn bây giờ nhá à, cái hàm dưới nó chuyển động cùng với cái mặt nạ, thì muốn vậy ta sẽ cho cái mặt nạ này, cho cái mặt nạ ở mặt nạ này là con của cái hàm dưới này. Đó, là con của hàm dưới. Để khi hàm dưới di chuyển thì ông mặt nạ này cũng phải di chuyển theo. Đấy, vậy thì ông mặt nạ này ta thêm một cái test cho ông mặt nạ, được chưa? Đấy, rồi ông này ông sẽ đưa vào ở đây, link liên kết vào đây. Đó, ta làm cái này thú vị ta phết đấy các bạn ạ. Rồi và ta quay về về đây, ta sẽ làm cái hàm dưới này, hàm dưới xong rồi bây giờ ta sẽ làm cho nó một cái linking. Đó, ta sẽ sẵn hàm dưới. Rồi, và chúng ta cho các điểm. Rồi, thì bây giờ nhá, bây giờ chúng ta sẽ tại vị trí 1 như này, vị trí 2 tôi kéo lên xuống. Đó, bạn nhìn không? Đó, con rắn nó há mồm ra nhé, há mồm ra thì cái răng à, cái há cái răng nó lúng vậy đến đoạn đó. Đó, ta có thể nâng hàm lên, rồi ta lại tiếp tục đến đây, ta có thể cho nó vào đây. Ta xem là nó che đi à, cái mặt nạ nó không đi theo. Rồi ok, bây giờ mình sẽ zigging cho cái mặt nạ thôi. Zigging cho cái mặt nạ. Mặt nạ phải đi theo hàm dưới. Mặt nạ đi theo hàm dưới. Mặt nạ đi theo hàm dưới. Ở bây giờ tôi phải sử dụng cái mặt nạ này. Đấy,
tôi insert một cái key snap output đó. Cái key snap output thì bây giờ ta nhìn vào trong phần node view đó. Key snap output này sẽ được nối với default của cái hàm dưới con rắn. Đấy. Thế thì bây giờ các bạn nhìn thấy không? Vì nó đi cùng cho nên là khi mà chuyển động đó, khi chuyển động thì nó cũng che cùng đi đó. À, khi nó khép vào nhé đó, khép vào ta chuyển đi đó. Rồi là đó, đến đây à, chúng ta đây là tôi thử thôi nhé. À, các bạn có thể di chuyển cái họng của nó, à, cái hàm dưới nào một cách đều đặn thì nó như vậy. Rồi bên này đến đây thì mình lại cho xuống, à, mình sẽ vẽ cái lưỡi nữa. Lưỡi cũng phải sử dụng kỹ thuật là kỹ thuật che của hàm trên. Đó. À, chúng ta đã thấy di chuyển cúng họng nó đã che lưỡi đó. À, đã che răng rồi các bạn nhìn thấy rồi đó. Thì lát nữa chúng ta sẽ vẽ cái lưỡi rồi các bạn nhìn thấy là đây là chúng ta đã nhìn thấy là con rắn đó. Đó, bây giờ ta sẽ gắn con hai cái tít này đi cùng với cái mồm dưới đi xuống hay là giữ nguyên thì nó đi theo họng nha. Cái gì nhỉ tôi lại quên mất rồi. Ta sẽ sử dụng cái lượng cái răng này là răng này đi theo hàm dưới nữa. Đó, đi theo cái miệng cái mồm của cái con chăn này nữa. Vậy chúng ta lại bật node view lên. Rồi. Node view lên nha. Rồi bây giờ ta sẽ các bạn chú ý cái sơ đồ nhá. Sơ đồ này, key nap này, mặt nạ này, mặt nạ đi cùng với hàm dưới. Rồi bây giờ cái răng của chúng ta. Đấy, răng của chúng ta là như này. Răng của chúng ta như này đi cùng răng của chúng ta đi theo mặt nạ rồi. Nếu mà chúng ta mà dịch xuống thì răng nó cũng xuống. Thì bây giờ chúng ta tít nhé, chúng ta chọn tít này. Chúng ta chọn cái tôi insert key nap output rồi. Đó. Chúng ta nhìn thấy insert key nap output nằm trên đây chưa? Đó. This next. Đó, ok. Đó, và cái này chúng ta thay cái này vào đã. Cái này để ra quả dưa này. Dưa ở dưới. Đó. Bây giờ muốn cái này nối vào cùng với cái này. Đó, thì chúng ta chọn một cái là composite đi. Insert ở đây chúng ta chọn composite. Composite là
ở dưới bên trên cho cái hộp này. Đây. Đây. Cái hộp thì sao? Răng thân lợn lợn. Bây giờ chúng ta đã hóa xuống răng hộp xuống cùng. Đấy, bây giờ rồi, ok. Đấy. Ấy xuống thì răng đi cùng. Đấy. Đấy. Bạn nhìn thấy không? Ok. À. Ờ, chúng ta sẽ thấy đặt cái mồm của răng. Rồi. Thì tôi vừa dạy các bạn là cách sử dụng mặt nạ. Bây giờ các bạn chụp cho tôi cái nốt view để các bạn áp dụng nhé. Nốt view. Đây các bạn chọn này. Bằng trắng mắt này. À, chọn sơ đồ này cho tôi. À. Và buổi sau thì chúng ta lại rigging cả mặt cả tất cả nữa thì nó trở thành một cái hoàn hảo, nối về trở thành một cái đầu của con rắn đấy, gồm có tất cả những cái output. Chúng ta chú ý nhé, cổng vào là phía đỉnh, còn cổng dưới là bottom, là đáy của nó đấy. Được chưa? Còn cái test này là nó một mình của nó, kệ nó thôi. À, thì bây giờ chúng ta đã thấy là chúng ta đã làm được cái phần vừa che đi vừa ăn, vừa che đi vừa ăn, vừa che đi vừa đớp, vân vân. À, thì bài học tôi dạy đến đây là hết. Các bạn có thể theo dõi chụp cho tôi cái này nhá, chụp cho tôi cái sơ đồ này. Ok chưa cả lớp? À, thế là các bạn ok nhá.